Lưu ý trước khi xem chuyện, đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh, mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Mạc Phàm giật mình. Con mực này, nó biết nói chuyện, nó hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Không đúng, không đúng. Đây là một loại giao lưu tinh thần, tai mình không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, là ô tặc vương này thông qua ý niệm tinh thần mà đưa ý nghĩ của nó vào trong đầu của mình. Ngươi có gan thì bước vào, xem ta có giết ngươi ở bên trong không, ở quốc gia bọn ta có một món ăn gọi là mực nướng, cho một ít salad, thêm một chút sốt BBQ, hơn nữa càng tươi càng tốt, ngươi đi vào thì ta lập tức nướng sống ngươi mặc phàm chỉ vào ô tặc vương mắng. Tiểu nhân loại, ngươi thật to gan, ngươi ngươi đi ra đây cho ta, ta bảo thủ hạ của ta cút hết, ta muốn tự tay giết chết ngươi ô tặc vương cả giận nói. Ngươi nghĩ là ta ngu sao, có năng lực thì đi vào, ta bảo những đồng bạn của ta tránh ra, để ta tự tay chặt ngươi ra. Ỷ dưới chứng nhiều quân thì tính gì là hải yêu quân chủ, không phải các ngươi luôn tự xưng là chúa tể cao nhất địa cầu này, là hải dương thần tộc gì đó sao? Ha ha ha, thần tộc gì mà lại nhát gan như ngươi biết đơn đấu là gì không trong nhân loại của bọn ta nổi lên xung đột chơi đơn đấu theo luật giang hồ không cho những người khác nhúng tay nhúng tay vào sẽ bị thế nhân đồng tộc cười nhạo không cách nào sống tiếp trong nhân loại những loại hải yêu dơ bẩn thấp kém như các ngươi có phương thức chiến đấu văn minh cao thượng như thế không sinh mệnh cấp thấp mãi là sinh mệnh cấp thấp căn bản không hiểu được cái gì gọi là chiến đấu cái gì gọi là nghệ thuật cái gì gọi là tinh thần của pháp sư mặc phàm tiếp tục mắng ô tặc vương bị mặc phàm mắng một trận tức giận dùng xúc tu điên cuồng đập vào bảo bình bảo bình kiên cố cực điểm hoàn toàn nện không vỡ, không phải vậy nó nhất định phải xé nát miệng Mặc Phàm. Giang Dục ở một bên trợn mắt há mồm nhìn Mạc Phàm. Dạ La Sát cũng thế, cằm nhỏ không đóng lại được, lộ ra nanh cùng lưỡi đáng yêu. Giang Dục cùng Dạ La Sát cũng bội phục Mạc Phàm. Lúc trước còn trong học phủ thì một mình chửi một quốc gia, làm sao đến nơi này còn chửi Đại Hải Yêu Bá chủ. Khó mà tin là Hải Yêu Bá chủ bị chửi cho cuống lên, phát điên tựa hồ nhằm vào phía miệng bình. Vốn là miệng bình rất chật hẹp, tương đương với một lối vào thung lũng có hạn, nơi đó đã chật kín ma quỷ ngươi cùng liệp tạng yêu cũng không biết là nhét kín bao nhiêu tầng trồng chất thành núi để hình dung cũng không có quá đáng tí nào. ô tặc vương chỉ có thể nói tay chân đều dùng dựa vào sức mạnh kinh khủng để đẩy tất cả liệt tạng yêu cùng ma quỷ ngư ra miễn cưỡng mở ra một con đường sau đó vô cùng phẫn nộ chui vào miệng bình miệng bình kỳ thực cũng không nhỏ như trong tưởng tượng dù sao cũng là một cái bình có thể chứa toàn bộ ngân lam hà cốc thành ô tặc vương vào miệng bình căn bản không để ý tới ba đại pháp sư chấn thủ ở đó trực tiếp đánh tới mặc phàm giữa quảng trường cẩn thận đây là một cái bá chủ bằng lai like cao giọng nói loại cường địch này nhất định phải có mấy người liên thủ lại bốn pháp sư kia cũng đã chuẩn bị kỹ càng đông tây nam bắc tứ thủ dưới trướng bàng lai cũng có thực lực tương đối xuất chúng mỗi một người đều là pháp sư siêu giai đỉnh tiêm bốn hệ mãn tu mặc dù đối mặt với hùng giả trong quân chủ này cũng có cách ứng phó chỉ là ô tặc vương không quan tâm đối kháng bốn cường giả nhân loại này nó một mạch vọt tới trung tâm thành thị giữ nó lại đừng để nó đến phía sau chúng ta bắc thủ trong tứ thủ nói hải tảo nữ yêu cùng đội thâm hải tích long của nó cũng tới đây rồi cẩn thận liệp tạng yêu quân chủ màu đỏ lan thủ bàng lai nhíu mày tứ thủ rõ ràng có chút ứng phó không xuể như vậy ô tặc vương này chỉ có thể để bàng lai tự ra tay lão bàng tên nay giao cho tôi nó nhắm tới tôi mặc phàm đột nhiên cao giọng nói đến lúc nào rồi còn đủ kiểu này hai người mau trốn đi tìm cơ hội đào tẩu tiếng diệp mai từ đáy bình nhìn tới mặc phàm nhìn lúc này mới thấy nữ pháp sư cực kỳ không hữu hảo kia đang đứng ở hà bộc dòng sông chảy xuyên qua trung tâm thành phố chảy ra sơn cốc bên ngoài rồi chảy tiếp ra hải dương có thể nói lam ngân hà là đường trung trực giữa thành thị cùng bảo bình nhìn thấy trục đường sông này là vị trí then chốt của ma pháp trận thực lực của Diệp Mai hẳn là chỉ đứng sau Bàng Lai, nhưng Diệp Mai không thể rời vị trí được. Diệp Mai, tin cậu ta, tiểu tử này sẽ không tùy tiện nói lời như vậy. Bàng Lai nói với Diệp Mai. Bàng Lai, đây là quân chủ mà chưa chắc Chi Hùng tứ trụ cũng chưa chắc có thể đối phó. Ông để hai người trẻ tuổi xử lý. Ông điên rồi sao? Diệp Mai tức giận, trong lòng như lửa đốt. Tình huống này muốn lạc quan cũng không được. Cô chấn thủ tốt vị trí của mình, cái khác đừng động vào ngữ khí của Bàng Lai cứng rắn. Diệp Mai mang theo vài phần tức giận, nhưng nghĩ tới nếu mình ra tay tính vững chắc của bảo bình sẽ giảm mạnh liên quan tới tính mạng của cả một đội thậm chí còn liên quan tới tính mạng của hoa quân thủ diệp mai nhắm mắt lại miễn nhìn thấy hai người kia đầu một nơi thân một nẻo trung tâm quảng trường mạc phàm đi tới đường lớn quảng trường đường lớn quảng trường rất rộng rãi dọc đường có không ít cao lầu cùng trung tâm mua sắm phong cách kiến trúc cũng thiên về mỹ thức nhưng ô tặc vương đánh tới kiến trúc dọc đường nát tan nguồn ngang không chịu nổi giống như toàn bộ kiến trúc trên đường lớn đang liên tục bị phá tình cảnh khủng bố sắc mặt giang dục ngày càng kém không muốn đối mặt với quái vật như vậy. Con mực nhát gan, nếu không phải trong biển sâu không có ánh sáng thì cái loại xấu đau xấu đớn như ngươi cả đời này cũng chưa chắc tìm được đối tượng, chứ đừng nói tới sinh sôi đời sau, ta khuyên ngươi trước tiên tìm hải hầu tử, giao phối với nó tạo thành con hoàng, miễn cho ta có làm thịt NGUOI thì bộ tộc mực các ngươi không còn hương hỏa, nhân loại bọn ta mất đi một món ăn vật mỹ vị. Nghe thấy tiếng mắng chửi không ngừng của Mạc Phàm, Giang Dục như muốn điên rồi. Người ta đã đi vào, cậu để bản thân có một đường lui toàn thây được không? Làm sao còn mắng chửi? Ta giết ngươi ta giết ngươi ta giết ngươi ô tặc vương nổi trận lôi đình móng vuốt của nó quét qua đập xuống giống như là chơi trò xếp gỗ mạc phàm vừa chửi vừa vuốt hạt châu có hoa văn hạt châu này tỏa ra ám quang từng tia sương mù quỷ dị tràn ra lặng yên không tiếng động bao trùm quảng trường ô tặc vương phát điên dù tiến vào bảo bình thì nó cũng không sợ đám nhân loại này còn chưa đủ giết được được cấp quân chủ chi hùng như nó sương mù càng dày gần như để khu vực dưới đáy bảo bình hoàn toàn không thấy gì trong tầm nhìn có hạn một thân thể dài lúc ẩn lúc hiện trong sương. khi giang dục nhìn về phía trước nhìn thấy tường kính có một đoạn thân rắn nhưng khi quay đầu nhìn thì lại phát hiện sau lưng mấy trăm mét cũng còn một đoạn thân rắn vậy cũng là tính chất hoàn toàn khác nhau con rắn này làm sao lớn như vậy đồ đằng huyền xà diệt nó mặc phàm cười lạnh đình chỉ chửi rủa khói được bao phủ ô tặc vương xông vào lĩnh vực của đồ đằng huyền xà sau đó mới ý thức được bản thân đã bị lừa bất quá ỉ vào thân thể vô địch ô tặc vương không hề tỏ ra hoảng loạn con ngươi của nó vẫn nhìn tròng chọc mặc phàm móng vuốt cường tráng đập tới quảng trường muốn đập mặc phàm thành thịt vụn mặc phàm đứng đó không nhúc nhích đồ đằng huyền xà đã xuất kích đuôi dài của nó nhanh hơn ô tặc vương một bước mạnh mẽ đập ô tặc vương bay ra ngoài tiếng vang vô cùng lanh lành nhà lầu bị ô tặc vương làm cho sập dồn dập biến thành bụi phấn luận sức mạnh thuần túy thì đồ đằng huyền xà cũng không kém con mực to này thân thể đồ đằng huyền xà lúc ẩn lúc hiện trong làn khói độc kia giống như là khổng lồ hơn mấy lần so với trước kia theo đầu của nó di chuyển giữa những cao lầu thân thể chậm rãi áp sát ô tặc vương quấn chặt lấy ô tặc vương ô tặc vương khó có thể nhúc nhích bao gồm cả những móng vuốt đều bị ghi chặt cú quật đuôi vừa nãy làm ô tặc vương có chút choáng váng lúc này ô tặc vương mới nhìn rõ đồ đằng huyền xà trong lĩnh vực khói độc rõ ràng là trí tôn quân chủ một phát cắn xuống đồ đằng huyền xà dùng cách tấn công nguyên thủy nhất lập tức thấy ô tặc vương bị cắn mất một miếng da thịt cực lớn máu tươi màu lam đậm bắn tung tóe bắn vào những kiến trúc kia những kiến trúc kia chậm rãi bị hòa tan máu lam đậm cũng bắn vào thân đồ đằng huyền xà nhưng đồ đằng huyền xà có một bộ vây giáp bách độc bất xâm căn bản không để ý tới loại máu độc cấp bậc này đồ đằng huyền xà dám cắn vậy thì đó là đại diện cho độc rắn của nó mạnh hơn ô tặc vương ô tặc vương liều mạng phản kháng khi đối mặt với những sinh vật khác nắm giữ nhiều móng vuốt thì có thể nói nó nắm tiên thiên ưu thế thường thì khi tấn công sẽ làm kẻ địch khó mà chống đỡ nhưng hiện tại thì phần đầu thân thể xúc chảo đều bị đồ đằng huyền xà không biết dùng ma pháp gì quấn lấy gắt gao hoàn toàn không tránh thoát một thân bản lĩnh cũng không thi triển ra được độc rắn bắt đầu lan ra toàn thân ô tặc vương ở lâu trong lĩnh vực khói độc cũng làm cho ô tặc vương cứng lại hoại tử khá lắm tên to xác đừng để nó có cơ hội thở lấy hơi giết chết nó mặc phàm nói nghe được tiếng của mặc phàm ô tặc vương càng tức nổ phổi trung quy là bẫy của nhân loại vô liêm sỉ đê hèn hạ lưu nói với mình đơn đấu gì đó nói tinh thần chiến đấu văn minh cao đẳng gì đó tất cả đều vô nghĩa lực siết của đồ đằng huyền xà cũng không thể coi thường toàn thân ô tặc vương đang bị đè ép có nhiều chỗ bị ghi cho mạch máu vỡ tung cẩn thận nhọt gai của nó vào lúc này giang dục cao giọng nhắc nhở trên thân ô tặc vương đầy quái nhọt sau khi những quái nhọt sau khi những quái nhọt này bị ghi cho nổ tung thì mọc ra u nhọt độc thể gai cực kỳ nhỏ hơn nữa làm cho thân thể ô tặc vương có mấy phần bành trướng đợi khi những quái nhọt này nổ tung ô tặc vương lại nhỏ đi một chút móng vuốt của nó bắt đầu có thể uốn lượn phản kích dù sao cũng là hùng giả trong quân chủ nếu đồ đằng huyền xà muốn trực tiếp giết chết nó thì cũng không có nhẹ nhàng đơn giản như vậy thân thể ô tặc vương đang co lại gai nhọt lại đang sinh trưởng không đến một lúc thì từ một con mực đã biến thành hải đàm gai cứng rất khó tưởng tượng được một sinh vật nhuyễn thể lại có thể biến thành hải đảm để phòng ngự trong thời khắc nguy cơ như vậy phảng phất ô tặc quái nhọt chúng nó trong hải dương cũng thường bị một số hải thú lớn coi là đồ ăn nếu không như nào tiến hóa loại biến hóa bản lĩnh phá nhọt mọc gai co rút này vậy của đồ đằng huyền xa rất nhiều lúc cứng rắn không thể phá vỡ nhưng gai nhọn của ô tặc vương lại còn quỷ dị hơn không thấy được đầu nhọn như vi châm giải phẫu có thể đâm thủng tất cả đồ cứng rắn đối mặt với con mực hải đảm quái đồ đằng huyền xà không tiếp tục xoắn giết nó nữa làm như vậy cũng chỉ có lưỡng bại câu thương với ô tặc vương đồ đằng huyền xà cởi trói để ô tặc vương thể hiện ra bản lĩnh chạy trốn của sinh vật nhuyễn thể nhanh chóng từ khe hở chạy ra bên ngoài đồng thời những gai nhọn nguyên bản cứng rắn cũng trở nên mềm oặt trượt như là lông tơ trên đường phố đầy phế tích một đoàn nhuyễn thể như bong bóng kẹo cao su nhai rồi nhổ trên mặt đất chỉ là màu sắc có chút quái dị thể hình có chút khổng lồ thân thể đồ đằng huyền xà di chuyển trên những tòa nhà kia truy đuổi ô tặc vương biến hình này mỗi lần muốn tấn công thì một bãi trên mặt đất lại võ trang đầy đủ gai mềm biến thành gai cứng hơn nữa bất luận đồ đằng huyền xà có dùng ma pháp thủ tức nào thì ô tặc vương giống như là có thể miễn dịch ô tặc vương muốn chạy trốn nó tự biết bản thân không phải là đối thủ của đồ đằng huyền xà huống hồ ngay từ ban đầu nó đã bất cẩn chúng bẫy của tên nhân loại vô liêm sỉ kia không phải vậy lấy thực lực của nó làm sao đọ sức một lúc với đồ đằng huyền xà được không đến nỗi vừa bắt đầu đã bị đánh cho thấp kém như này Mạc phàm cũng đuổi theo thử dùng mấy ma pháp tấn công uy lực mạnh phát hiện nhuyễn thể kia lại có thể miễn dịch phần lớn thương tổn điều này làm Mạc phàm cùng đồ đằng huyền xà trong lúc nhất thời không biết xử lý như nào nếu bỏ mặc nó chạy thì đoán chừng không tới một hồi sẽ lại nhe nanh múa vuốt lúc đó lại có lượng lớn quân đoàn hải yêu yểm hộ quấy nhiễu muốn giết chết nó lại khó hơn nhiều. Mạc Phàm, dùng gậy gõ không chết được mực đâu, trực tiếp dùng dao cắt giang dục ở phía sau lên tiếng nhắc nhở. Dao lớn ở đâu mà cắt Mạc Phàm nói, dùng ma pháp chảm mà cắt, không phải cậu biết ma pháp hỗn độn sao? Hỗn độn chi nhận giang dục nói, tu vi hỗn độn hệ của tớ thấp quá, đoán chừng không cắt được ô tặc vương Mạc Phàm có chút lúng túng nói, cái này, giang dục còn chưa nói hết, chờ thấy ngoài thành lóe lên hàn quang, hàn quang kia lớn hơn nhiều ma pháp chi nhận, như là thần kiếm trong tay Titan Thiên Thần, thân kiếm mỏng như màn ánh sáng, hóa thành tam chảm. Mạc Phàm cùng Giang Dục còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Ô tạc Vương Nguyễn thể miễn dịch bị cắt ra thành mấy khối, mặt cắt gọn gàng chỉnh tề làm người ta hoài nghi đây có phải xuất từ tay của một vị thần chủ hay không. Mạc Phàm kinh ngạc, không tự chủ nhìn về phía sau, phát hiện lực cắt này đồng thời cắt ra hơn nửa thành thị sau lưng. Thành thị lập tức hiện ra ba đường ranh giới, nhà lầu, đường phố, công viên, tất cả đều bị cắt chỉnh tề. Lại nhìn phía xa nơi triển khai ma pháp, Mạc Phàm phát hiện bàng lai một thân áo bào trắng xám trong dâu tung bay cỗ khí tức sơ xác kia còn quanh quẩn ở bên cạnh hiển nhiên đây là tác phẩm của bàng lai là ma pháp quang hệ siêu giai thánh tuyệt mà trong tay bàng lai triển khai lại như thần kiếm hạ phàm ô tặc vương bị cắt ra làm bốn cân nhắc tới cấp bậc quân chủ chưa chắc đã chết vì thân thể phân cách đặc biệt là sinh vật như con mực này mặc phàm để đồ đằng huyền xà tiếp tục tấn công sau khi bị cắt nhọt gai trên thân ô tặc vương không cứng được đồ đằng huyền xà trực tiếp há miệng lớn nuốt phần có con ngươi của ô tặc vương sau khi quái nhọt nổ thịt của ô tặc vương vẫn tươi mới mọng nước hơn nữa mỗi bộ phận đều có đều có thần kinh nhận biết riêng biệt có thể thấy phần bị nuốt đang dãy ruộng kêu rên còn ba khúc giang dục cũng quả đoán triệu hoán băng tuyết tinh linh cưỡng ép đóng băng một khúc đang nỗ lực trốn vào đường nước ngầm thành thị đóng băng tạo thành thương tổn lớn với ô tặc vương nhuyễn thể tươi sống trực tiếp đông cứng máu cùng các bộ phận khác bị đóng băng triệt để không khác gì chết khúc có móng này tiểu viêm cơ nướng lên mặc phàm lập tức gọi tiểu viêm cơ tiểu viêm cơ hài lòng như muốn ca hát lại là thời điểm bày ra trù nghệ tuyệt thế của bảo bảo những chân mực kia nướng lên nhất định sẽ rất thơm khúc còn lại mặc phàm tự mình xử lý trực tiếp ngâm vào vũng bùn hắc ám để héo tàn từ vũng bùn cùng hắc ám ăn mòn chậm rãi phá hủy sinh mệnh của ô tạc vương không thể không nói sinh mệnh của ô tạc vương ngoan cường điểm bị bốn phương thức xử tử mà cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ dễ dụa từ mỗi bộ phận thân thể đặc biệt là phần móng vuốt tiểu viêm cơ dùng lửa để nướng móng vuốt phá hủy bao nhiêu nhà lầu trên đường phố có thể tùy ý so với mấy chục máy xúc to lớn đang bị tháo rỡ tùy ý đồ đăng huyền xà không hổ là tới trợ giúp một khúc mực không lấp đầy được bụng nó mặc kệ tiểu viêm cơ có nướng chín hay không chín nó đem từng móng vuốt đang uốn ẹo dễ dụa nuốt vào trong bụng thành dạ dày của đồ đằng huyền xà mới là vô địch kẻ địch có thể đâm thủng vảy ngoài của nó nhưng đừng hòng từ bụng nó giết ra quả nhiên những móng vuốt kia sau khi bị đồ đằng huyền xà nuốt vào trong bụng nhúc nhích được vài lần thì an phận nhanh chóng bị dịch dạ dày tiêu hóa rắn thường ăn đồ sống cũng là dựa vào năng lực tiêu hóa xuất chúng của chúng nó đồ đằng huyền xà cái gì cũng có thể tiêu hóa được nếu đã có thể trực tiếp nuốt ô tặc vương vào bụng thì cũng có thể tiêu hóa hết được hết ô tặc vương khả năng là ăn những vỏ tiểu long hà mà mặc phàm ăn xong vứt khẩu vị của đồ đằng huyền xà hiện tại cũng có chút chú ý tới khẩu vị sau khi phát hiện không cay không có vị nó mang vài phần ghét bỏ làm sao mà ăn được đồ ăn không có mùi vị như thế khác gì là nhai nhựa ô tặc vương xấu xí như vậy lại còn có độc mặc phàm không bỏ vào miệng được vừa hay đồ đằng huyền xà có thể ăn để lấy độc dưỡng độc nó vẫn cảm thấy hứng thú với những thứ có độc coi như không có mùi vị thì cũng sẽ không lãng phí nơi này còn một khối lớn hỏi xem con rắn nhà cậu có rơi không giang dục nói đồ đằng huyền xà thần bảo vệ hàng châu đây là lần đầu giang dục tận mắt thấy Bất luận có chụp bao nhiêu tấm ảnh cùng quay phim chung quy không cách nào hoàn mỹ thể hiện ra tư thế hào hùng của đồ đằng huyền giả. Hàng ướp lạnh không tươi, nó không ăn mặc phàm rất khẳng định nói. Một khúc ướp lạnh, một khúc ngâm trong đầm hắc ám, đồ đằng huyền xà đều không cảm thấy có hứng thú. Không nghĩ tới cậu còn giấu một quân bài như thế, vừa nãy tớ suýt bị cậu hù chết. Mang theo cả đồ đằng hàng châu bên người, cậu lợi hại thật sự giang dục dương ngón tay cái lên với mặc phàm. Chẳng trách mặc phàm một thân một mình tới hao hóa ra là có đồ đằng huyền giả hộ tống. Khói độc tạm thời chưa tan, chúng ta muốn bẫy thêm mấy quân chủ nữa thì bẫy từng đó mặc phàm nói toàn bộ giết ô tặc vương đều có xương độc lượn lờ những hải yêu bên ngoài không biết bên trong phát sinh cái gì bao gồm cả diệp mai dưới đáy bình cũng chưa chắc nhìn thấy thân ảnh của đồ đằng huyền giả nếu là bình thường ô tặc vương vừa nhìn thấy đồ đằng huyền giả hơn nửa sẽ không mất não xông lên rồi bị ép tới mức phải biến hình như vậy nếu như không triệt để biến hình thì không có khả năng giết nó chiến thuật lần này của Mạc phàm vẫn tính là thành công giết chết một quân chủ chi hùng bình thường khó mà giết chết được meo khói độc đang tản đi dạ la sát đột nhiên phát ra tiếng kêu chỉ thấy bóng đen lóe lên dạ la sát nhảy lên một tòa lầu tháp phục cổ thẳng tắp ngay sau đó là máu tươi bắn tung tóe trên tháp đồng hồ máu nhỏ xuống kim đồng hồ mặc phàm cùng giang dục nhìn lại đúng lúc có một bộ thi thể như chuột rơi xuống đập xuống mặt đất liệp tạng yêu giang dục giật mình nói liệp tạng yêu càng nhỏ thì càng phải cẩn thận liệp tạng yêu màu đỏ như con chuột cũng đã đạt tới cấp thống lĩnh thậm chí là cấp bậc quân chủ đừng nhìn thể hình của chúng nó nhỏ bé không chịu nổi trước mặt đại hải thú chúng nó chính là sát thủ của những đại hải thú dạ la sát cũng thuộc loại hình siêu nhỏ nhưng sức chiến đấu của nó lại mạnh vừa nãy dạ la sát vừa thuấn sát một con liệp tạng yêu cấp thống lĩnh đang trong thời kỳ tiến dài meo dạ la sát đứng trên tháp đồng hồ cặp mắt nhanh chóng chuyển động tựa hồ nhìn chằm chằm nhiều nơi trong thành thị giang dục hiểu ngầm trong lòng nói với mặc phàm có rất nhiều cấp bậc lại rất cao có cả quân chủ nhưng không cách nào tìm được vị trí của chúng nó là hướng tới chỗ của chúng ta cùng diệp mai chúng nó muốn biết mấu chốt của ma pháp trận mặc phàm nói hẳn là chúng nó ngửi được khí tức chưa tản đi hoàn toàn của đồ đằng huyền xà có vẻ rất cẩn thận không có xông lên tập thể nhưng cơ hội này chúng ta mau diệt một phần giang dục nói cậu xử chúng nó còn cấp quân chủ để tớ mặc phàm nói giang dục nghe xong cảm thấy không vui nói cậu đừng xem thường tớ có biết dạ la sát của tớ hiện tại là cấp bậc gì tớ không bảo là không cho dạ la sát đối phó những quân chủ tớ nói cậu mặc phàm chỉ vào giang dục giang dục lập tức không có tính khí được rồi không có dạ la sát thì giang dục chính là thuần lưu manh không phải tất cả pháp sư chủ tu triệu hoán hệ đều có dáng vẻ này sao đều phải dựa vào khế ước thú mạnh mẽ những năm qua giang dục tốn không ít tâm tư vào dạ la sát hiện tại cấp bậc chân thực đạt tới đại quân chủ cũng khó trách lần này giang dục theo bảng lai tới hawaii nếu như giang dục mà yếu thì tới đây cũng chỉ làm gánh nặng bản thân dạ la sát không kém hơn hỏa thánh linh tiểu viêm cơ khác với mặc phàm có 8 hệ phải tu luyện giang dục chỉ tập trung vào mỗi triệu hoán hệ đồng thời phần lớn tài nguyên trong những năm qua của giang dục cũng ném lên người dạ la sát dạ la sát bước vào kỳ hoàn toàn sớm hơn tiểu viêm cơ nước sông màu bạc nhanh chóng theo núi đá mấy phần chót vót chảy vào trong thành thị đây cũng không phải một thác nước chảy thẳng xuống mà là thác dốc chảy chậm chậm xuống như nước mương, dòng nước cũng không phải chảy xiết, sạch tới mức có thể thấy đá dưới đáy sông bị nước chậm rãi mài mòn đến vô cùng bóng loáng. Lúc này Diệp Mai đang đứng trên đầu thác dốc, hai chân nhẹ nhàng đặt trong dòng nước, thân thể không nhúc nhích. Sương mù quỷ dị tàn đi, động tĩnh dưới thành thị lại ít đi rất nhiều. Cứ việc bàng lai truyền lệnh bắt buộc, nhưng Diệp Mai vẫn không nhịn được mà mà chuyển vị trí hướng về thành thị. Đó là một hùng giả trong quân chủ, mặc dù thực lực dạ la sát mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Ô Tạc Vương. Diệp Mai không hy vọng bất cứ người nào trong đội ngũ chết, bao gồm cả ma pháp sư trẻ tuổi nửa đường nhặt được. Lỗ lỗ lỗ. Đá lầm trầm hai bên thác nước có vài thân ảnh màu đỏ lấy tốc độ cực nhanh lóe qua, Diệp Mai phát hiện có chút động tĩnh, lấp lóe như gió thổi lay động cây liễu bên cạnh, như bọt nước bắn tung, như lá cây rơi xuống. Khi Diệp Mai chăm chú nhìn lại, tất cả có vẻ như bình thường, hồng ảnh sạch qua như là ảo giác vậy. Là một đỉnh vị pháp sư, Diệp Mai xưa nay đều sẽ không lơ là bất kỳ ảo giác nào. Diệp Mai nhìn nơi lá cây rơi xuống, có một khối đá như vỏ sò so kẹt ở vách đá cực kỳ dốc, nhìn như bất cứ khi nào cũng sẽ lăn xuống thác nước chảy chậm dao đột nhiên nơi dòng nước đánh vào đá không ngừng bắn bọt nước có một quái ảnh màu đỏ bỗng nhiên thoát ra dường như vô hình bóng cây trong cảm quan người bình thường thì bất quá loại tập kích này là một giọt nước bắn vào người hoàn toàn không cách nào phát hiện cũng không có bất kỳ gợn sóng không khí thậm chí nhìn cũng không thấy chỉ khi lạnh lẽo cùng ẩm ướt rơi vào da thịt thì mới ý thức tới diệp mai vào lúc này xoay người hai mắt nhìn cái tên giảo quyệt vô cùng kia một cái hoa đằng không biết bị diệp mai nắm trên tay từ lúc nào ném hoa đằng về phía hồng ảnh lập tức thấy hoa đằng hướng về phía hồng ảnh kia lại tràn ra nhiều hoa đằng gai hơn bắn ra bốn phương tám hướng như mưa suối xả hồng ảnh kia xoay chuyển phương hướng rũ không chung muốn chạy trốn nhưng không ngờ lít nha lít nhít hoa đằng kéo tới mỗi vị trí trên thân đều bị đóng còn chưa đáp đất đã biến thành một đống hồng nát lỗ lỗ lại một tiếng kêu quái dị diệp mai nhìn lên thác nước phát hiện có một con liệt tạng yêu màu đỏ xuất hiện ở trận điểm diệp mai nhíu mày đang muốn trở lại đáy ma pháp trận bảo bình ai biết trong bóng cây hai bên lại xuất hiện vài ma ảnh màu đỏ chúng nó biết rõ không phải đối thủ của diệp mai nhưng vẫn cứ nhào lên chỉ để câu kéo một chút thời gian. Di hoa hoán mộc, Diệp Mai nói một tiếng, lập tức thấy Diệp Mai hóa thành một nhánh hoa đằng tinh tế khi hồng ảnh đánh tới, liệp tạng yêu đụng vào, hoa đằng chợt xoay tròn, thả ra hoa nhận tạo thành bão táp cắn giết vô cùng ác liệt. Bốn con liệp tạng yêu bị thuấn sát trong nháy mắt, tất cả máu chảy vào ngâm lam hà. Trên chỗ cao thác nước có một gốc đằng chập chờn, nhưng chẳng biết khi nào đã biến ảo thành người, đung đưa, càng sinh động, thậm chí trực tiếp đi lên trên, chết. Diệp Mai trở lại điểm cao thác nước, bàn tay hóa thành đao gai vô cùng chính xác đâm vào đầu liệp tạng yêu quân chủ đang vọng tưởng phá hoại đáy bảo bình trận trên cánh tay của diệp mai có vô số dây leo quấn quanh theo bàn tay của diệp mai kéo dài thành một gai mâu cực dài gai mâu xuyên qua đầu liệp tạng yêu quân chủ mà liệp tạng yêu này xảo quyệt này cũng thật đáng sợ đầu bị đâm xuyên nhưng vẫn dọc theo hoa mâu đằng gai đâm tới móng vuốt phanh bụng nhào tới ngực diệp mai muốn trực tiếp bóp nát trái tim diệp mai diệp mai lạnh lùng ngón tay khẽ động nhất thời những hoa đằng gai từ những hướng khác nhau mọc ra hoa mâu cực nhanh liệp tạng yêu quân chủ kia bị đâm xuyên hoàn toàn không nhận ra dù vậy lợi trảo của liệp tạng yêu vẫn còn đang áp sát trên thân diệp mai có ánh sáng trắng hiện lên một tinh băng giáp y bảo vệ diệp mai chỉ nghe thấy một tiếng vang chói tai diệp mai bị đánh lui mười mấy mét dòng sông phía trên thác nước xuất hiện một mảng bọt nước lớn liệp tạng yêu quân chủ cũng thật đáng sợ đầu cùng thân thể đã bị đánh nát mà sát ý vẫn không giảm hoàn toàn là đồng quy vô tận chính diệp mai cũng không nghĩ tới đối mặt với liệp tạng yêu cấp tiểu quân chủ mà đã bị ép cho dùng ma cụ cấp bậc tiểu quân chủ mà đã ác độc như vậy không cẩn thận đề phòng càng không cần nói tới quân chủ tri hùng diệp mai đã dùng di hoa hoán mộc chuyện này mang ý nghĩa nếu như Diệp Mai trở lại thành phố mà lại có Liệp Tạng yêu mang ý đồ phá hoại đáy bình thì sẽ không trở lại kịp. Kỳ quái, Ô Tặc Vương kia đâu bỗng nhiên Diệp Mai phát hiện dưới thành phố không còn động tĩnh lớn. Lấy hình thể của Ô Tặc Vương, không có lý do gì lại yên tĩnh như vậy. Diệp Mai cẩn thận kiểm tra, vẫn không thấy Ô Tặc Vương, mà thấy Dạ La sát nhiều lần nhảy lên những đỉnh chót nhà lầu, mỗi một làn hàn quang lóe lên lại một lần có máu bắn tung tóe vào tường. Ngay khi Diệp Mai nghi hoặc không ngớt, thì thấy một bóng người nhảy cực nhanh, không tới mấy giây từ dốc dài tới chỗ mình. Cậu tới đây làm gì Diệp Mai lạnh lùng hỏi vừa nãy tôi thấy một đám liệp tạng yêu chạy tới tôi sợ cô không ứng phó được dù sao chỗ của cô cũng là điểm then chốt của ma pháp trận mà tự hồ như những hải yêu kia cũng đã phát hiện ra Mạc phàm nhìn đại tỷ ngạo mạn không dễ ở chung này vẫn ôn hòa nhã nhận nói nói xong thì mặc phàm thấy không ít thi thể liệp tạng yêu trong đó có một con là cấp quân chủ điều này làm Mạc phàm lộ ra mấy phần kinh ngạc mình tới đây cũng không lâu không tính những cấp thống lĩnh kia trong thời gian ngắn giết chết được tiểu quân chủ thì đã cho thấy thực lực của diệp mai khá khủng bố diệp mai cảm thấy buồn cười với những lời của mặc phàm nói ứng phó không được Diệp Mai mình đường đường là phó tịch cung đình, ở đế đô cũng thuộc những ma pháp sư hàng đầu, chẳng lẽ còn cần pháp sư trẻ tuổi này tới trợ giúp mình. Cậu gọi Giang Dục cùng Dạ La sát tới tử thủ ở đây Diệp Mai mang theo vài phần thái độ ra lệnh. Chúng tôi thủ ở chỗ này, vậy còn cô tính làm gì Mạc Phàm không hiểu nói. Tôi đi giết Ô Tặc Vương Diệp Mai nói. Nó chết rồi Mạc Phàm nói. Nói hư nói vượn, cậu cho rằng Ô Tặc Vương là một hải yêu phô trương thanh thế là rác rưởi sao Diệp Mai nói. Cô xem đi, mới vừa nướng còn đang nóng hổi, cô muốn thử một miếng không Mặc Phàm lấy ra một dâu mực nướng cực lớn, nói, cái này vốn là để cho hải đông thanh thần mới ban đầu diệp mai còn tức giận cảm thấy thanh niên trước mặt sốc nổi cực điểm đến lúc này còn đùa nhạt như vậy mà khi diệp mai kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ dâu mực lớn kia tức giận trên mặt dần biến thành kinh ngạc môi tô son đỏ sậm lãnh khốc cũng không tự chủ được mà hé ra đúng thật là ô tặc vương. quân chủ hùng giả như vậy làm sao chết được mặc dù bằng lai ra tay thì cũng không có lý gì trong thời gian ngắn khiến ô tặc vương triệt để chết được rốt cuộc trong quỷ vụ lượn lờ khi nãy đã phát sinh cái gì động tĩnh lớn như vậy nhiều lần diệp mai còn tưởng giang dục cùng mặc phàm đều đã chết rồi cho nên trong lòng như lửa đốt muốn bước vào thành thị diệp mai ma quỷ ngư vương bay vào nó nhằm vào phía cô bên phía chúng tôi bị những hải tảo nữ yêu cuốn lấy rồi một âm thanh như là ở khâu trung phát ra hẳn là một ma cụ âm hệ nào đó mặc phàm nhìn chỗ vào lòng chảo phát hiện ma quỷ ngư vương toàn thân kim loại đen kịt tản ra khí tức tà dị sạch qua phía trên thung lũng bay thấp tới nơi này lỗ 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 từng đôi mắt yêu dị ở xung quanh lóe lên nhìn vào diệp mai cùng mặc phàm hồng ảnh ngày càng nhiều liệp tạng yêu trung quy là sinh vật có hành tung quỷ dị chúng nó dễ dàng vượt qua pháo đài phòng thủ do ma pháp sư xây lên hơn những quân đoàn hải yêu khác để trực tiếp ra phía sau hơn nữa liệp tạng yêu được phái tới có cấp bậc khá cao ít nhất là cấp thống linh trong đó số lượng quân chủ cũng không phải là ít trong hệ thống bộ lạc khổng lồ của hải yêu cấp thống lĩnh chỉ là tinh anh trong hải yêu nhưng còn chưa đạt tới cấp độ thống trị hơn nữa một đế vương có thể chống đỡ được một đế quốc khổng lồ đáng sợ nếu là quân đoàn dưới trướng hắc chảo đế vương vậy trong quy mô hơn 10 triệu hải yêu xuất hiện thì trong đó có hàng ngàn hàng vạn sinh vật cấp thống lĩnh cũng không có gì ngạc nhiên Thái Bình Dương xác thực quá rộng lớn, một khi yêu ma mạnh mẽ tụ tập cùng nhau, bất kỳ một đoàn thể nhỏ cũng có thể tạo thành đả kích hủy diệt với một thành thị trên đất liền. Cô đối phó Liệp Tạng Yêu, tôi xử lý Ma Quỷ Vương. Cậu đối phó Liệp Tạng Yêu, tôi xử lý Ma Quỷ Ngư Vương. Mạc Phàm cùng Diệp Mai gần như cùng lúc đưa ra ý kiến của mình, sau khi nói xong thì cả hai không khỏi nhìn nhau một chút. Diệp Mai lại mang theo vẻ tức giận lần hai Ma Quỷ Ngư Vương mạnh hơn Ô Tặc Vương, ma pháp sư như cậu ngay cả tư cách tới gần cũng không có. Hình như cô có gì đó hiểu lầm tôi thì phải, cô biết quốc gia phái vài chi đội cứu viện, toàn bộ đoàn đội của mấy người đại diện cho cung đình pháp sư mà tôi đại diện cho thẩm phán hội một mình tôi đại diện cho một nhánh đội cứu viện có nguyên cả mạc phàm nói đúng lúc này giang dục đi tới cũng nghe được câu này của mạc phàm ai bản lĩnh tinh tướng của mạc phàm so với quá khứ chỉ có tăng chứ không giảm nghe một chút đây là điều mà người khiêm tốn sẽ nói giả. diệp mai suýt chút nữa tức điên nhào tới đánh người rồi ý gì đây một mình cậu ta sánh được với toàn bộ cao thủ trong cung đình pháp sư bọn họ à đừng hiểu lầm không phải tôi nói là cung đình pháp sư mấy người không mạnh chủ yếu là tôi không giống mặc phàm thấy diệp mai tức tới xanh mặt cố ý thêm câu giải thích nhưng lời giải thích này cũng không làm sắc mặt diệp mai tốt hơn giang dục muốn khóc rồi mặc phàm và xin cậu đừng có ra vẻ nữa đồ đằng huyền xà rất lợi hại nhưng lúc này ma quỷ ngư vương không dễ dàng chui vào cả bẫy hiện tại bên ngoài từ ma quỷ ngư vương ra còn có vài đại quân chủ nữa chúng nó đang bị những cung đình pháp sư cùng bàng lai chặn ở bên ngoài chỉ khi nào bọn họ không ngăn được một đồ đằng huyền xà cũng không thể nào thay đổi được sự thật bị đại quân hải ưu tinh anh nuốt mất được vậy thì tôi thủ ở đây đoán chừng diệp mai tức tới mức không thèm tranh luận nữa lạnh lùng nói ra những chữ này dáng vẻ như bãi nát thì dù có đưa mình tới cũng không ngăn được phó tịch cô yên tâm đi cậu ấy nắm chắc bài không chết được giang dục nói diệp mai nhớ tới ô tặc vương không tên chết đi lại đánh giá mặc phàm lần nữa diệp mai không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào mặc phàm giống như một vị giám khảo không coi trọng tiết mục của bạn trên mặt như viết xin mời bạn bắt đầu tiết mục của mình thiểu năng ma quỷ ngư vương đã tiến vào thành thị thân thể duy trì độ cao không quá trăm mét một số khung đỉnh tòa nhà văn phòng cao to trong ngân lam hà cốc thành còn chưa tới trăm mét phía trong cánh của nó là màu bạc có lỗ khí dẹt kẻ ô vô số tiểu ma quỷ ngư từ trong chui ra đông nghịt che kín nửa lòng trảo thành chúng nó đều bay khá thấp có thể so với nạn châu chấu xâm lấn trang gia viên tất cả tràn vào thành thị mặc phàm cũng trở lại thành thị toàn bộ thành thị chính là thân bình vốn là chiến trường ma pháp trận khá là rộng rãi đáy bình là thác nước dưới đáy trận không thích hợp để chiến đấu ma quỷ ngư vương rất xảo quyệt ban đầu nó hút đại quân ma ngư quỷ vào trong lỗ khí của nó miệng bình chật hẹp đại đội hải yêu khác không xông vào được nhưng nó chỉ càn vào được thì chẳng khác nào đem đại quân ma quỷ ngư của mình vào trong số lượng tiểu ma quỷ ngư rất nhiều hình thể bé như rơi lớn thì như một chiếc máy bay nhỏ chở hành khách ma quỷ ngư vương lại như một hạm chuyên trở to lớn sau khi tới đích không ngừng thả ra ma quỷ ngư chiến quân nhìn lượng lớn ma quỷ ngư quân tràn ngập trong trận pháp diệp mai càng thêm lo lắng thực lực của ma quỷ ngư vương không kém gì ô tặc vương hơn nữa dựa vào thiên phương chủng tộc lại có thể mang theo đại quân đoàn ma quỷ ngư bên người nếu sinh vật như vậy xuất hiện trong thành thị của nhân loại trên đất liền cũng không biết phải chống đỡ như nào. Hải yêu hiện tại hiển lộ ra cũng chỉ là một góc băng sơn như trước. Cậu thủ ở đây Diệp Mai vẫn không nhịn nổi, nói với Giang Dục. Dạ la sát cấp đại quân chủ, hơn nữa Giang Dục còn một ít hệ ma pháp khác, tự vệ trước một đội liệp tạng yêu hẳn là không có vấn đề gì. Phó tịch, tôi không lừa cô, mặc phàm đi cùng thần bảo vệ Hàng Châu tới đây, vừa nãy ô tạc vương bị đồ đằng huyền xà làm cho trọng thương, sau đó sư phụ một đao chém chết Giang Dục lập tức nói. Thần bảo vệ Hàng Châu, chính là huyền xà kia, nó là đồ đằng, ma quỷ ngư vương hẳn là không phải Giang Dục còn chưa nói hết đột nhiên thấy phía trên ngân lam hà cốc thành mặc phàm hô hoán ra một thánh linh sinh vật toàn thân lưu chuyển hào quang nguyệt thần bảo vệ hàng châu là một con bướm diệp mai lấy tay chỉ vào nguyệt nga hoàng thần thánh xuất hiện bên người mặc phàm nguyệt nga hoàng tỏa ra ánh sáng lung linh hiện ra khí tức vô cùng thần bí hào quang của nguyệt nga hoàng soi sáng toàn bộ ngân lam hà cố thành dù là ma quỷ ngư đông nghịch cũng khó mà che kín được chuyện này giang dục cũng há hốc mồm rắn đâu tại sao lại có một đồ đằng khác xuất hiện hào quang trên thân nguyệt nga hoàng chậm rãi bay ra xung quanh rất nhanh đã tràn ngập trên ngân lam hà cốc thành biến ảo từng chút biến ảo ra cánh biến ảo ra thân thể thon dài biến ảo ra tua vòi mềm mại nguyên bản thành thị đã trở thành thiên hạ của ma quỷ ngư bẩn thỉu xấu xa nhưng theo những tiểu tinh linh tung bay biến ảo ra ngày càng nhiều những đại quân ma quỷ ngư chiếm lấy bầu trời thành thị như sương mù bị ép lui những tiểu tinh linh kia chính là đám tiểu linh nga vĩnh viễn theo nguyệt nga hoàng so với những linh nga bảo vệ phàm tuyết sơn hình thể của những linh nga này lớn hơn nhiều cánh mỏng mềm mại nhưng khi cần tới lại biến thành nhận xí cắt kẻ địch trên thân chúng nó hiện ra hào quang lóng lánh như nguyệt quang y giáp trên thân để chúng nó như vũ trang đầy đủ những linh nga này hiển nhiên đều là linh nga chiến đấu tốc độ sinh sôi của linh nga cực kỳ nhanh có nữ hoàng nguyệt nga hoàng che chở đoàn thể linh nga cũng nhanh chóng lớn mạnh có đủ những linh nga mang năng lực khác nhau truyền phấn hoa thu thập tin tức cần mẫn khổ nhọc tẩm bổ thảm thực vật chúng nó như một vương quốc thu nhỏ một vương quốc có thổ điện có công nông tự nhiên cũng sẽ có lực lượng vũ trang thuộc về mình linh nga vũ trang nhìn qua nhu nhược hơn rất nhiều với những ma quỷ ngư nhưng những linh nga vũ trang am hiểu dùng ma pháp dựa vào một thân bản lĩnh đặc biệt cùng thô bạo chống lại ma quỷ ngư cường tráng ngang ngược linh nga vũ trang hình thành nguyệt quang huy càng ngày càng nồng đậm từ mặt đất nhìn như cự điệp toàn thân tràn đầy sức mạnh thần tính dùng thân che khuất lòng chảo ngân lam hà ngăn nhưng ma quỷ ngư kia xâm lấn đại quân ma quỷ ngư muốn tiến thêm một bước cũng trở nên cực kỳ khó khăn lúc này ma quỷ vương ở trên chỗ cao phát ra chấn động như là sóng âm trong lúc nhất thời những ma quỷ ngư kia bay lộn xộn đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh chúng nó duy trì độ cao khoảng cách nhất định. Thân hình ma quỷ ngư vốn rất giống hình thoi tiêu chuẩn, khi chúng nó theo đội hình chỉnh tề trôi nổi giữa không trung, hoàn toàn có thể so với đội danh dự quy mô khổng lồ đồ sộ như là duyệt binh phía dưới ma quỷ ngư vương. Ong 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 ong. Tất cả ma quỷ ngư đều xuất hiện một loại xí chiến quỷ dị, đầu đuôi của chúng nó liên kết, cánh cùng cánh liên kết với nhau tạo thành một pháo đài màu đen lơ lửng giữa chơi hiện tại loại xí chiến này hình thành chiến lãng sóng trùng kích khủng bố. Xí chiến sóng trùng kích không ngừng chồng chất, run rẩy lúc đầu đã biến thành một loại sóng cuốn hủy diệt đáng sợ cuốn về phía linh nga vũ trang cùng ngân lam hà cốc thành nhà lâu trong lòng trảo cao thấp bất nhất trang trịt tinh tế đường phố cũng quy hoạch chỉnh tề đúng là thành nhỏ dùng nghỉ dưỡng hiếm thấy hiện đại và yên tĩnh cùng tồn tại tòa thành lòng trảo này vẫn còn nguyên vẹn nhưng sau khi có xí chiến sóng trùng kích gột rửa thì thấy những nhà lầu kia lấy phương thức rất hóa thành yên lặng hóa thành bột mịn tất cả tiếng vang đều bị sóng âm xí chiến của ma quỷ ngư che lại sóng âm ngoại trừ làm đầu đau nhói ra thì tai không nghe thấy được bất kỳ tiếng động nào vì thế mà nhà lầu hóa thành bụi trong loại yên tĩnh quỷ dị này làm người ta không rét mà run đại đội linh nga vũ trang của nguyệt nga hoàng cũng chịu đả kích ban đầu còn mặc nguyệt quang giáp y thần thánh vững như thành đồng vách sắt có vài phần uy vũ đồ sộ với số lượng khổng lồ nhưng sau khi xí chiến đột kích hào quang giáp y trên thân linh nga không ngừng vỡ nát chúng nó cũng biến thành từng mảnh giấy mỏng nát rơi rải rác lung tung không mục đích ma quỷ ngư vương mang theo vài phần đắc ý bay vòng quanh trên nguyệt nga hoàng như đang trêu đùa nguyệt nga hoàng không bị lai đông nó trong sáng mà lại dịu dàng uyển chuyển nhảy múa như để lại rất nhiều tàn ảnh trong không trung những tàn ảnh này không làm người ta chú ý tới những khi nguyệt nga hoàng vỗ cánh một cái tất cả tàn ảnh của nguyệt nga hoàng ác liệt bay lượn ra ngoài bay về phía những đại quân ma quỷ ngư tạo thành pháo đài pháo đài ma quỷ ngư xác thực rất kiên cố những tàn ảnh này tập trung tấn công vào một khu vực nhỏ thì đối với pháo đài ma quỷ ngư khổng lồ không đau không ngứa còn nếu như phân tán ra tấn công pháo đài ma quỷ ngư lại không cách nào trọng thương hay giết được ma quỷ ngư nhưng nguyệt nga hoàng cũng không muốn giết những ma quỷ ngư nắm giữ pháo đài trận này mục tiêu của nguyệt nga hoàng là đuôi của những ma quỷ ngư này đuôi của ma quỷ ngư rất dài như là một dây diều uốn lượn tàn ảnh thổi qua lượng lớn đuôi của ma quỷ ngư bị nguyệt nga hoàng cắt nhìn thấy đuôi của ma quỷ ngư rơi như mưa không có đuôi sẽ làm năng lực cân bằng trên không trung của ma quỷ ngư xảy ra vấn đề nghiêm trọng sở dĩ có thể hình thành đập cánh tạo thành sóng đáng sợ như vậy chính là tần suất đập cánh cùng lúc mà muốn đập cùng lúc liên kết đầu đuôi cánh cùng cánh phải gần như hình thành một loại lan truyền chấn động bảo đảm tất cả ma quỷ ngư trên một bước không có đuôi cân bằng những ma quỷ ngư này không cách nào duy trì bay bằng nhau trên không trung chúng nó ngã trái ngã phải không cách nào bắt kịp tần suất vỗ cánh của những đồng bạn khác cánh chấn động sóng trùng kích kéo dài được một lúc thì yếu bớt yếu tới mức hàng cây xanh trong thành phố cũng không phá được ma quỷ ngư vương ở chỗ cao không đắc ý bay vòng quanh nữa nó nhìn nguyệt nga hoàng dù không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của ma quỷ ngư vương nhưng phần kim loại màu đen trên thân của nó đã tản mát ra khí tức lạnh lẽo hung ác nguyệt nga hoàng không sợ những linh nga được vũ trang bị đánh tan nhanh chóng trở lại nhanh chóng dọn xong phồn tinh chi trận trong lúc nhất thời nguyệt nga hoàng như minh nguyệt giữa đêm hè được những ngôi sao đầy khắp bầu trời nâng lên, ánh sáng thần thánh chiếu khắp bầu trời cùng mặt đất. Ma quỷ ngư vương như mây đặc bao quanh, dày mà đen thui, ý đồ của chúng nó là triệt để che kín tinh huy cùng nguyệt diệu, để toàn bộ thế giới trở thành đại dương hắc ám của chúng nó, lạnh lẽo tĩnh mịch như vực sâu đáy biển. Rốt cuộc linh nga vũ trang cùng quân đoàn ma quỷ ngư quấn cùng nhau, hai đại sinh vật có thể nói là hắc bạch rõ ràng, sắc thái chung duy nhất là màu máu tươi, đỏ tươi thấy mà giật mình. Nguyệt nga hoàng cùng ma quỷ vương chiến đấu ở chỗ cao, so với nguyệt nga hoàng ban đầu, thực lực của nguyệt nga hoàng đã càng ngày càng tiếp cận nguyệt nga hoàng đời trước chờ đến ngày trưởng thành thì nguyệt nga hoàng sẽ một mình gánh giống đồ đằng huyền xà tọa chấn ở thành thị chắc chắn sẽ không để yêu ma có ý đồ nhìn thấy đại quân của ma quỷ ngư vương khủng bố bị nguyệt nga hoàng chặn ở lòng trảo thành diệp mai nhìn mà không khỏi có chút thất thần nếu đổi lại là một nhánh đại quân nhân loại bất kỳ nào đó cũng khó mà chống đỡ được sức mạnh như ma quỷ ngư vương đột nhiên trong đầu lại nhớ những lời mặc phàm nói trước đó một người tương đương với một đoàn cứu viện ừm ừm người này cũng không tính là cố hết sức khoác lác Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!